Đây nè, đem khoan để em kể. Mua có đồ không? Có trả giá không? Em nói cho cái vụ này nè. Đó, cái vụ mua đồ. Em bán đồ nè ha. Đây nè, mà em bán khách em ở dưới quê là quá trời luôn. Mà trong khi khách ở dưới quê là hỏi ra món đồ đó là không bao giờ trả giá. Đúng rồi. Hỏi một cái mua liền. Mua đồ mắc nhất, mua đồ rẻ nhất. À, mua đồ mắc nhất anh. Mua một cái đồng hồ là 5-6 triệu không nha. Thế là trong tôi chỉ đồng ý một điều thế này thôi. Cái này là tôi luôn luôn là nghĩ là người ở quê là họ rất là hơn thành phố. Đó là cái tính chân chất của họ. Cái tính gọi là thật thà và cái tính gọi là... Nghĩ sao nói vậy? Có nghĩa là cái tính gọi là khi mình về quê đó, mình gặp những người nông dân đó, mình có cảm một cái cảm giác dễ chịu vô cùng. Bởi vì đó là cái sự thật thà mà có thể nói là thành phố họ rất là hiếm. Hiếm. Thì đấy, thì cái đó là quê nó vượt bậc, đúng không? Giống y như cái đôi vợ chồng vừa rồi đó, vượt bậc về cái sự chân chất. Đấy. Nhưng mà về cái sự tinh tế, về cái sự văn hóa, cái mặt bằng thì không thể nào bằng được. Em không có đồng ý, em không chấp nhận. Thôi, anh theo em. Ở đây á, anh không nói là anh chê anh nên hoàng sến hay là anh nói anh sang, nhưng mà anh nói là tôi sang theo vùng miền của tôi. À, theo vùng miền của tôi đó. Không, cái này hợp lý. Mà anh đừng nói là ở dưới quê là không sang, không có đâu. Ở đâu cũng sang cả. Miễn sao mà người ta sống bằng cái trái tim của mình và người ta sống lương thiện, lương thiện. Người ta cư xử ôn hòa với những người xung quanh. Sau những cái tranh luận rất là vui của tôi với Quyền Linh ấy, thì thật ra ngẫm nghĩ lại ấy, thì anh em cũng đồng ý những điều sau đây. Mặc dù là ở thành phố thì rất nhiều cơ hội, nhưng nếu chúng ta xét kỹ ấy, thì ở nông thôn cũng sẽ có những cơ hội, tuy nó ít hơn, tuy nó có vẻ không hấp dẫn bằng, nhưng nếu nhìn kỹ ấy, thì nó lại rất là chân tình, rất là nên thơ, và cũng có khi nó cũng có khả năng nó chưa chắc đã nghèo. Bởi có những người về nông thôn, nhất là trong thời đại hôm nay, là cái phong trào sao nhỉ, cái phong trào gọi là vườn ao, rồi những cái sản phẩm mà không nhiễm độc, rồi những sản phẩm được tự tay nông dân trồng ấy, tự nhiên là thành phố lại bán rất là đắt. Có nghĩa là cái giá trị của nông thôn của mình nó không những nó là bền vững mà nó còn được tôn vinh lên nữa. Cho nên là nếu các bạn suy nghĩ về cái sự lập nghiệp ấy, thì nông thôn mà thành thị ấy, suy cho cùng thì cơ hội đều có thể có những cái nó giống nhau. Tất nhiên là nội thành thị thì có những sự hấp dẫn, có những cái sự gọi là có những cái đèn màu, có những cái xe hơi, có những cái trung tâm mua sắm, có những cái mà có thể nói rằng là với giới trẻ đó thì nó gây cho một cái cảm xúc mới mẻ và hiện đại lắm. Nhưng mà nông thôn ấy, thỉnh thoảng ta về mà ta ngồi mà ta bình tĩnh lại thì ta cũng thấy cái sự thơ mộng của nó, cái sự gọi là lãng mạn và cái sự chân tình của nó cũng không có kém gì. Cho nên là mỗi con người chọn gì cho thì chọn, đấy là tùy các bạn thôi. Và nhìn chung thì tôi cũng biết rằng là phần lớn các bạn sẽ đổ lên thành phố. Nhưng cứ tại sao cứ Tết thì các bạn lại hay về, mặc dù có Lê Hoàng hay là có nhiều người đã can ngăn cũng rất là khó, đúng không? Thì điều đó chứng tỏ rằng là cái cội nguồn của chúng ta, gọi là cái làng quê của chúng ta, nó vẫn chiếm một cái vị trí có thể nói là trước mắt thì có lẽ chưa có gì thay thế được.